Hello mọi người. Anh Nhân. Không ai chào em ta. Hôm nay cứ tưởng là sâu nhảy. Thế là ăn mặc như kiểu sâu nhảy, mới chợt nhớ ra là đang sâu hát. Hello anh Hùng, chào anh fan của Nibê, chào Zoro, chào anh Vic, chào anh Jess, anh Tấn, anh Duy, anh Thái, anh Khẩu Trang, anh Hùng, anh ở anh Ngô, anh Nam Drao, chào mọi người. Hello anh Hùng, chào anh Rin Friend, chào anh Cường, chào anh Doraemon. Hello anh Mạnh. Hôm nay mọi người có xem chút nữa xem Đức đá với Hàn Quốc. Bây giờ càng ngày càng hay rồi đây. Chấp hai quả. Đấy là chấp kèo châu Âu hay là kèo châu Á hả anh Hùng? Châu Á đúng không? Hello Ki, cơm chưa bạn? À đồ. Ừ em vừa ăn xong. Châu Á đang mong đợi đội Argentina. một niềm tin vững vàng vào Messi à? Hôm qua hay quá gì nữa. Fan Messi. Nhưng mà năm nay các đội kiểu đội đánh giá mạnh ấy, chật vật quá. Em cần đeo kính đâu, bỏ kính nhá. Thôi đeo thôi Trí Thức. Năm nay khó khăn chật vật. Cô giáo rất là xinh đấy. Hello anh ăn vui. Nói chung là năm nay có Bỉ đá hay, Costa Rica, có một đội là Costa Rica với là cái gì em không biết đọc, Brazil. Ờ đấy. Cái này đọc là gì? Phiên âm cho em lại với. Đúng là 22 đúng không? 222 cái một cái Costa Rica với ở. Đấy đấy đấy. Vì em nhớ không nhầm mà. Croatia. Cảm ơn anh An. Đúng rồi đấy, cái đấy là Croatia. Trời ơi, em xem vào số. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thì cũng nghiền bóng đá thì mới coi chứ. Không thì cũng coi làm gì. Mình có phải thể hiện với ai gì kiểu trên sóng truyền hình giống các bạn khác đâu. Mình tự thích, mình tự nghiền. Em fan của ai á? Em thì không theo một ai cả, mà cứ trận nào hay là em đổi kèo. Nhưng mà nói chung là em
kiểu em thích đội Đức nhưng mà cũng không có kỳ vọng nhiều quá, bởi vì hôm trước xem Đức đá với Thụy Điển hơi, nhưng có thể là hôm đấy là kiểu chật vật ấy, nói chung là lối đá cứ chậm chậm. Em bao giờ hơn anh kia hay đi nào, tại vì hôm đấy xem xong Đức nhưng mà nói chung là cũng thấy tinh thần ở Pháp năm nay đá hay bảng Pháp bảng B hay bảng gì nhở, tại vì mấy trận trước em không có xem mấy xem bập bõm, về sau này em mới xem. Hello Chin Chin. Việt Nam mới vô địch. Việt Nam có đá đâu vô địch trời. Chết rồi, mày vào đây và bàn chủ đề bóng bánh này. Hay mà. Trêu mình à? Sao MU không dự World Cup? Này nhá, biết thừa MU là một câu lạc bộ nhá. Hôm nay Mexico và Thụy Điển cũng 9 giờ đúng không? Ừ à. Chào cay. Trời ơi, đổi tên dữ vậy trời. Anh ở hôm nay Đức với Hàn Quốc cũng 9 giờ. Mọi người đoán tỷ số bao nhiêu ấy? Ừ. Em đoán là 3-1. Ừ, thắng nhưng mà đoán bao nhiêu? Bởi vì căn bản là hôm nay chắc chắn là phải thắng. Sao lại một lỗ? 2-1 thôi á? Em đầu tiên là em đoán 2-1 xong là thấy đọc trên đánh giá. Trời ơi, có ông phán tận 5-1 nhá, chả hiểu sao. Chắc không xem trận hôm trước chắc. Đừng ảo tưởng quá. Không ảo tưởng mà, bởi vì là lúc đầu em chỉ đoán 2-1 thôi. Sâu hát nó không nhảy á. Hồng nhà biên cần hoa lấy mật. Đang bàn về World Cup. Thì bàn tiếp đi để em bàn nào. Bóng bánh làm gì tự nhiên có mấy ông nhảy cầu. Biết sao người ta chơi Hà Độ thì người ta thua người ta nhảy. Với cả năm nay cứ cửa trên phát là bay hết nhà cửa. Ừ, hát cho đủ bài không bị. Mọi người lên hoa số hiểu làm sao em nha. Thank you.
lại á, quay mắt cho hát. Năm nay là mấy ông làm thu độ thu họ cầm đồ trang bóng là ăn lớn luôn á. May là mình lưu view mình chỉ mới xem thôi, ngồi bình luận thôi. Lời huyên ba mi cất bước ra đi, trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngang đây em, giống như khi xưa người đến. Có biết thật nhiều, có quên thật nhiều chuyện tình yêu của em và anh. Tình yêu em chưa quên anh không bao dối dàng, mà sao anh lại đã xua tan hơi người để ta dễ ngang, để tình anh đi xa đời ta. Vì sao tình yêu đó ta em mang trái ngang, vì sao không tin anh, không hiểu cho em, để đây em hát ca, để đây em mãi là niềm. Khi anh gọi tên em, bao tố cố hấp mấy trời, nhưng giai điệu vẫn lên. Thank you.
thật 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 rồi. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ôm anh, tôi muốn được ôm anh. Suốt giấc mộng kia bên mây đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ loáng. Rằng hòa tình chúng ta chẳng về đâu. Rằng hòa tình sẽ qua chẳng ngờ lâu. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Là thấy tôi như hồn mây phá vất một khung trời rất xa. Là thấy bao tiếng nắng khát mà lên thơ ba lời tình đa. Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng ai vẫn kiếm tìm một bên bờ. Không em theo theo trận á, chứ không khoan đội nào cả. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Lên đôi môi hương đậm mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ôm anh, tôi muốn được ôm anh. Suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ anh. Rằng hòa tình chúng ta chẳng về đâu. Rằng hòa tình chúng ta chẳng ngờ lòng. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Chẳng có
gần như không có quà luôn, buồn thối ruột. Bùa yêu mai nạp tặng quà, nhớ nha, nhớ nha, bây giờ luôn đi cho nóng. Trời ạ, đang sung mai sợ không có sâu á.
Còn thì sao ạ? Người lời xin chuẩn đơn chăm mèo cùng người. Mai có, mai hình như là tối em có lịch á. 20 giờ thì phải. Room 69. Có ảnh thì em bác hết lên Facebook rồi, em không gửi riêng cho ai á. Linh hát còn mai room 69 Linh nhảy á. Giờ này ai lên quá cũng nhảy luôn, sung luôn. Linh nên nhảy, đang bảo giờ này ai lên quá Linh nhảy luôn. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, tại đêm nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em. Cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đã bảo ai lên qua giờ này là nhảy luôn á. Như mặt trời dịu êm, giờ thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến, sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê dù ở đâu, nhiều hơn một kem không mất công đứng lên nào, dù là mình xa cách nhau anh xa vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. Có luôn hai kem, phải nhiều nữa lên, mất công đứng lên, mất mát mồ hôi lắm à. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be, wanna be with you. Anh có để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời anh nhớ. Nhớ luôn tiếng cười. Em núp dưới màn mây nơi xa chân trời. Hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you. Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăng tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến. Hẳn là chuyện sẽ đến thôi. Lâu lắm mới thấy anh thỏ. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Thế mới bảo lên quà đi để nhảy chứ. Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đến. Em học cái gì? Quên em lâu lắm rồi, học cái gì trời. Mặt trời ở đâu kia xa như thế. Nhảy đi anh ngọt đi ngủ. Không có anh sáng ấy không tới nơi em. Tại vì chưa đủ nên là chưa nhảy. Sao hát mà. Thôi ọp. Thì ọp đi vậy.
Đàn nào đấy là số hát mà. Coi World Cup 9 giờ mới có trời. Bao nhiêu để nhảy? Em nói luôn đi. Nhảy lắm, nhảy xong không tặng cái quê lắm. Ừ đấy, quê là đi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể hiểu thêm mãi. Cách anh cười câu môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối loạn thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngừng. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Ai không? Trời ơi, chưa kèo gì đâu. Đấy là thích thì lên thích thì thôi mà. Không hề chưa kèo. Xuân hạ thu đông đều có anh cho. Có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước. Có vân thân nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài. Và nếu còn cách là 1000 bước thì em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai. Nơi con tim anh biết yên bình và mong thế thôi. Tình như là những ánh sáng lấp lánh đèn đỏ thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Ta hẹn gặp lại. Có những lúc trái tim đau đớn cũng mau tập được lúc 69. Tình yêu rụng giờ lần đầu tiên anh không nói nên lời. Giấc mơ nào có đâu xa, tình yêu nơi đã có hai ta. Nơi tóc em quá mượt mà, còn phút xưa đón đưa và em sẽ yêu mãi anh tháng năm dài. Bao nhiêu tháng ngày tăm tối khi mà vì anh đang ghen mà. Hôm nay tôi vẫn dự đoán 2-1 về đội tuyển Đức tiếp. 2-1. Cái lúc cái ý kiến đấy là nó hơi kiểu bị đánh giá cao quá rồi. Rút lại 2-1. Bởi vì xem cái trận hôm trước Đức với Thụy Điển, Đức chậm quá mà. Anh tặng em thích nhảy thì nhảy. Anh đã nói rồi mà, chờ. Xoài ca. Cảm ơn Bình nha. Anh, em thích câu này anh Linh ạ. Kiểu nghe nó rất là đàn ông. Em thích thế nào thì tùy em. Nhưng mà anh vẫn dành cho em. Em cảm ơn anh Linh. Nào, đứng lên cho khuấy động trong không khí. Anh nhưng mà hay là mình 2-1 với 3-1 mình cũng đánh đo suy nghĩ. Thực ra Hàn Quốc thì cũng chẳng có cơ hội vào nữa rồi, trừ khi phải thắng thật đậm. Nhưng mà không biết là có đá theo kiểu đá nó kiểu giữ thể diện ấy. Củ Sâm cũng khỏe phết, hôm trước đá với Mexico cũng khỏe phết, sức bền đấy.
em. Đoán ở đây xong. Cái gì cơ? Nhưng mà hôm qua về sau em nói tỷ số với cả Bình Bin này, 2-1 này, Argentina này, chuẩn luôn, đúng tỷ số luôn.
Hôm nay là em đang phân vân giữa 21 và 31 của Đức. Mọi người hiểu phải làm gì rồi đó. Quá đáng. Cảm ơn anh hacker. Này, em bảo nhá. Bóng đá là không ai đoán trước được cái gì cả. Đấy đó. Anh thấy đến phút 94, hai trận hôm trước Bỉ với cả một trận là của Bỉ này, với một trận của Mexico đá. Bỉ với cả quên xứ cái tên rồi. Đấy, đến phút thứ 93 còn đá vào để cho anh em chơi kèo thua hết sạch, ăn nửa tiền. Đấy, đến phút 93. Còn cái trận Đức đến phút 94, bóng đá không ai nói trước điều gì, hiểu không? Em chỉ là dự đoán theo kiểu các mùa trước tổng hợp lại thôi. Còn mình phải xem, mình phải đánh trong trận thì mới biết được chứ. Bởi vì cái trò đúng không? Em có phải thần dự đoán tỷ số đâu. Trong trận là mình cũng phải xem chứ. Thành thần thì giỏi quá. Trời ơi, ông nào cũng xin mình một con số đến 6:30. Quá đáng. Quá đáng. Ít ra hôm qua em bảo với Bình nhá là 21 là chuẩn rồi nhá. Còn hôm qua trận Pháp nó buồn tẻ tẻ nhạt thì em không biết. Nhưng mà rõ ràng là nhiều người bắt cửa Pháp hơn mà. Thôi tất cả xuống kèo dưới hết đi. Đừng đặt kèo trên nữa cho nó chắc. Thì thế thì mình mới bảo là mình dự đoán theo cái số đông với cả theo cái tổng hợp. Ừ, đi buồn thúi. Cố gắng kể lúa đi. Mai có sâu không? Mai có này. Mai không có sâu lúc 20 giờ. À, mấy giờ nhỉ? Em xem lại. Vừa nói xong quên luôn. 20 giờ lúc 69. Đây em kết bạn luôn. Ơ, anh comment ảnh em đi. Em đang không lock. Hiện ra là cái nhắn chờ á.
Ok, để xem tìm hát bài gì. Rồi ạ, à, em hát rồi ạ. À. Ăn rồi nè. Đã lỡ em nhiều rồi thì em chỉ biết ngâm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa. Là trong em được bấy nhiêu nỗi nhớ anh. Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết đêm sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao. Mà trong lòng em còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sao mình đánh mất anh khi thu vừa sang lá xanh bông ùa vàng. Khi mưa còn chưa tới, anh thay người ở mới áo nâu. Sợ mình sẽ khiến anh yêu phai nhạt hơn giữa mây mông bốn bề. Anh ở chờ em với, chỉ bên đó cho anh nghe vậy thôi. Vì đã lỡ yêu anh rồi, trong gian mưa xa rồi. Cứ nhắm mắt anh lại vào phiêu mãi lòng. Dù nắng mưa bao mùa thì tình em vẫn luôn đây mà. Chẳng phải kiếm đâu xa. Đã lỡ anh nhiều rồi thì em chỉ biết thế thôi. Dù mai về sau mình không bên cạnh nhau. Dù tim mình đau khi mọi người ơi, free vẫn làm sao nha. Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây. Từ khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sớm mai âm trang chưa vời con tim vang tiếng ca vui được. Không biết đâu. Nào đâu, chẳng được mấy lâu lại phải xa cách nhau. Cô nên nơi đau khi cơn mưa ngao vùn vỡ. Đêm về lại mơ, sớm dậy lại bờ vỡ có xa em là nhớ. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Ông cười gì hả ông? Nãy giờ linh lầy như ai xin cho ta mượn nụ hôn. Tựa đầu gục ngã vì hắn nhầm, nụ hôn lại tựa đầu gục ngã.
Anh mà ngủ ngủ đi trời. Xin cho tôi mượn bờ vai, tự đầu gục ngã vì mỏi mệt quá ngay. Xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi cha đừng vội vàng quá ngay. Xin hãy em mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản ngay. Xin cho tôi mượn niềm vui, nên lần yêu đuối này. Hẳn mượn 1 tỷ luôn á. Trời ơi, mượn 10 triệu ra không cho, mượn 1 tỷ á. Mượn rồi bùng luôn hả? Hai tay ngóng xương rồng dẫn đau, đôi vai mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang cứ mãi mà không trốn, nước mắt trong biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn chiếc anh từng cơn em ơi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sau bao lần quan tối đây mình anh là bước anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy thơm mà hơi trời xa lắm em mọi người ơi tình ai. Chạy đi đâu để có niềm vui vui trong nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay, ở kia sao ăn vội thay. Anh ở lại để ôm một mình nhớ. Cho anh hỏi một chút xíu. Ok hỏi đi anh. Em làm cũng được khứa. Được bao lâu nhỉ? Được từ tháng 3 năm ngoái. Lâu phết ạ. Bây giờ tháng 6 rồi. Bây giờ sắp tháng 7 rồi. 3, 4, 5, 6, 7. Một năm năm tháng. Ý đà, tao bụng quá. Thằng Bill cũng xoay thằng ấy thôi mà. 4 tháng bây giờ cũng xoay hết đâu. Bây giờ thằng mấy nhỉ? Bây giờ thằng 6. Xoay hết thằng 6 rồi. Còn 5 phút nữa. Lâu phết. Không, anh đang bảo mọi người ấy, ai vừa ngủ thì đi ngủ ấy. Con tí 9 giờ tôi có xem mà.
phải xem chứ. Đi nữa sâu của ai đây? Sao bây giờ sâu à? Nắng ban mai dở vào vòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức say. Ô mình đã qua đôi mưa rồi, tóc loan quan đầu buồn rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng, việt từng nhịp lăng tăng trễ đưa trên đôi má hồng. Cả dân em trai vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên man chợt ôm cho em tung tóc bay giữa trời, khiến em ôi ngại ngùng vội ôm lên tóc rồi khẽ nhanh nhanh thở dài. Em vội chạy đi hết nơi đã thành trên cơn mưa là sao muốn đổ ngoài kia. Còn hai phút nữa, lâu ngày mới gặp hả? Phía sau một chàng trai Jin Su Jin. Ok anh. Ok ok. Nhiều khi em mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh. Thôi ba, mọi người biết rồi. Hẹn mọi người ngày mai 20 giờ room 69. Quẩy tưng bừng nha.